mặt trước là không, người đó thua. Cái này hôm nay á là mình sẽ chơi cái trò là ăn chanh nhưng mà không có biểu hiện cảm xúc, hiểu chưa? Tức nghĩa nếu mà chị biểu cảm xúc là chị thua, là vô cảm. Ừ đó, chị ăn chanh mà giống như là bình thường, cái mặt bình thường luôn. Nếu mà chị là chị sẽ thắng được cái challenge này nè. Rồi mỗi người mới miếng nè, có muối sao tự nhiên tôi không có muối gì trơn á. Chưa có mới nhìn miếng chanh mà muốn cảm xúc cái miệng rồi, muốn lấy nước miếng làm tùng rồi đó. Rồi em lấy miếng bự nhất luôn nè. Đó rồi đó, giờ vậy ăn trước đi, mấy trái chưa có ăn hỏi thấy em chưa có ăn đó, em mới coi nè. Rồi giờ vô đi em, thấy em vô đi, vô đi rồi rồi vô em không có đâu đó. Giờ cười có thua không? Thôi giờ xó đi làm lại đi. Hả? Nói rồi, được rồi, cứ để đi về cắt lại. Rồi ăn đi. Cho. 1 2 3. Cũng con có rõ mà. Trời chanh có chua gì đâu trời. Chanh ngọt ngay. Của mẹ. Ôi chị ơi. Cái ruột lỡ đây nè. Ghê thiệt, trời nó lắm luôn á. Ngon mà. Trời ơi. Nguyên một lỡ trong miệng em luôn. Ngon. Thôi giác ngộ sao vậy? Mình chơi lại lần nữa.